Pin yếu sau khi nâng cấp lên iOS 13, dù bổ sung thêm tính năng, iOS 13 cũng khiến người dùng đau đầu. Nhiều phàn nàn về hiện tượng pin cạn kiệt quá nhanh đã xuất hiện nhan nhản trên diễn đàn. Tờ Daily Mail cho biết, có quá nhiều kêu ca về tình trạng pin thiết bị iOS nhanh hết trên bản nâng cấp iOS 13.1.2. Trong một số trường hợp, thời lượng pin giảm xuống chỉ còn vài tiếng. Có vẻ vấn đề này xuất hiện trên tất cả model iPhone chạy bản nâng cấp iOS 13. Như thường lệ, Apple vẫn tỏ ra im hơi lặng tiếng trước sự cố chưa rõ hãng này có phát hành bản sửa lỗi trong nay mai hay không daily mail còn cho biết một số người dùng phản ánh iphone nóng lên khi sạc pin hiện chưa rõ mức độ lan rộng của sự cố này cách đây vài tuần đã có thông tin phản ánh về tình trạng này tuy nhiên lúc đó mới chỉ lác đác daily mail cho biết tới nay hiện tượng này đã thành phổ biến thông thường bản nâng cấp ios sẽ phát sinh sự cố ngay trong tuần đầu tiên nếu có sẽ cần vài tuần tới hàng tháng chờ apple phát hành bản nâng cấp